Mọi người ơi, ngày hôm nay làm sạch đường ruột cùng Vin với món salad trộn, đơn giản dễ làm tại nhà này nhé. Đường ruột là bộ não thứ hai, chúng ta nên thỉnh thoảng bảo dưỡng và chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh cho nó. Đường ruột sạch thì sẽ phòng chống và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Hàng tuần, hàng ngày, đường ruột hấp thụ biết bao nhiêu là thực phẩm vào trong cơ thể, thì ít nhiều nó cũng sẽ gián tiếp đưa các chất độc hại, độc tố vào trong cơ thể. Nay Vin làm sạch đường ruột bằng món salad trộn, nguyên liệu thì đơn giản thôi, chủ yếu là salad, quả dưa leo, thêm ít đậu phộng, sốt mayonnaise, sốt mè rang, quả trứng luộc, trộn lên là ăn thôi. Anh chỉ lưu ý chọn những thực phẩm làm sạch đường ruột thì nên chọn rau xanh, củ quả và trái cây, và tốt nhất là trộn ăn và luộc lên ăn. Không nên chế biến và gia nhiệt nhiều, càng không ăn những món như là thịt, những thực phẩm mang tính axit. Rau xanh thì sẽ bổ sung lượng chất xơ dồi dào, thời gian tiêu hóa thì nhanh, đưa vào ruột không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, cải thiện táo bón và đi vệ sinh được dễ dàng hơn. Hệ tiêu hóa sẽ biết ơn bạn lắm đó, tại vì 80% hệ miễn dịch tập trung tại đường ruột, nên ruột sạch thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé.